Xin chào anh chị, trong video này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kỹ thuật thoa son giúp đôi môi mềm mịn và lên màu chuẩn nhé. Và ở bước thoa son môi, sản phẩm mà Thi Ngân sử dụng ở bước này chính là son môi Artistry Go Vibrant. Theo kinh nghiệm từ chuyên gia trang điểm thì anh chị cũng nên chọn những loại son có thành phần thiên nhiên để giúp cho môi của chúng ta luôn mềm mịn và hạn chế tình trạng khô nẻ. Đồng thời vì đây là sản phẩm mà chúng ta sẽ sử dụng gần như hàng ngày nên anh chị cũng nên lưu ý chọn lựa loại son không chứa các chất gây hại để không làm cho môi bị kích ứng hoặc dẫn đến tình trạng thâm môi. Trong video này, Thi Ngân sẽ sử dụng màu son cho bạn mẫu là một tông màu rất nhẹ nhàng. Xin mời anh chị hãy cùng theo dõi các thao tác thoa son nhé. Ở bước đầu tiên, chúng ta sẽ thoa một lớp son dưỡng môi tầm 3 đến 5 phút trước khi thoa son màu để giúp cho môi mềm mịn và son bám màu tốt hơn. Và tiếp theo, anh chị sẽ dùng cọ lấy son hoặc sử dụng son trực tiếp tô son từ lòng môi lan dần ra vành môi theo quy tắc nhạt dần từ trong ra ngoài. Bậm nhẹ môi hoặc chúng ta có thể dùng cọ thoa đều son, sau đó tô thêm một lớp son nữa. Anh chị có thể lặp lại tương tự từ 2 đến 3 lần cho đến khi môi lên màu như mong muốn. Và bên cạnh đó, anh chị cũng có thể phối hợp từ 2 đến 3 màu son khác nhau, tô son màu nhạt toàn bộ môi, son màu đậm phối trong lòng môi. Và ở bước cuối cùng, chúng ta có thể dùng tăm bông hoặc cọ để hiệu chỉnh lại những vệt son bị lem và giúp tạo đường viền môi rõ nét hơn. Anh chị thân mến, như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu xong về quy trình trang điểm cơ bản hàng ngày. Chúc anh chị sẽ có lớp trang điểm hoàn hảo và ưng ý, cũng như tư vấn thành công cho khách hàng cùng với các sản phẩm từ dòng sản phẩm Artistry Makeup nhé. Cảm ơn anh chị đã theo dõi. Hẹn gặp lại anh chị trong những khóa học tiếp theo.